Đến chào các em học sinh của trường Trung học cơ sở Chu Văn An quận 11. Hôm nay cô sẽ trình bày về nội dung ôn tập của kiểm tra giữa học kỳ 1 sắp đến. Bao gồm các nội dung Bài 1: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật. Về phần nét vẽ có 4 nét vẽ: 1 nét liền đậm, hình dạng độ dày là 0,5 mm, ứng dụng vẽ cạnh thấy, đường bao thấy. Thứ hai, nét liền mảnh, hình dạng. Độ dày của nét liền mảnh bằng liền đậm chia 2 là 0,25 mm, ứng dụng vẽ đường kích thước, đường giống. Thứ ba, nét đứt mảnh, hình dạng. Ứng dụng vẽ cạnh khuất, đường bao khuất. Thứ tư, nét gạch dài chấm mảnh, hình dạng. Ứng dụng vẽ đường tâm trục đối xứng. Mời các em quan sát hình 1.1. Dựa vào các nét vẽ ở bảng 1.2, hãy gọi tên hình 1.1 có các nét vẽ nào? Ở đây gồm có các nét vẽ nét liền đậm, ứng dụng vẽ cạnh thấy, đường kích thước ghi 30, 28. Thì đường kích thước này gồm có đường giống và đường kích thước thì được vẽ bằng nét liền mảnh ở đường hình tròn có hai đường tâm và ở hình chiếu đứng có cái trục đối xứng thì đây vẽ bằng nét gạch dài chấm mảnh. Ở phía trên của hình chiếu đứng có hai nét đứt, nét đứt mảnh. Có hai cạnh khuất vẽ bằng nét đứt mảnh. Vậy thì hình 1.1 bao gồm có các nét là nét liền đậm, nét liền mảnh, nét đứt mảnh và nét gạch dài chấm mảnh. Bài 2 trình hình chiếu vuông góc của khối hình học cơ bản. Ở bài này chúng ta cần nhớ các nội dung sau. Thứ nhất, nhớ về các mặt phẳng hình chiếu. Ở đây có 3 mặt phẳng hình chiếu. Hình màu xanh lá là mặt phẳng hình chiếu đứng. Vị trí là mặt phẳng chính diện. Hình màu vàng là mặt phẳng hình chiếu bằng. Vị trí là nằm ngang. Hình màu hồng là mặt phẳng hình chiếu cạnh là mặt mặt cạnh bên phải. Điều nội dung thứ hai là các hình chiếu thì ở đây có ba hình chiếu hình màu đỏ ký hiệu chữ A là hình chiếu đứng có hướng chiếu từ trước tới tiếp theo hình màu xanh viết ký hiệu là chữ B nằm trên mặt phẳng màu vàng đây là hình chiếu bằng có hướng chiếu từ trên xuống hình màu hình hình chiếu c là hình chiếu cạnh có hướng chiếu từ trái sang hai bố trí các hình chiếu ở đây chúng ta quan sát thấy hình a là hình chiếu đứng vị trí đặt là đặt ở góc trái bản vẽ hình b màu xanh là hình chiếu bằng đặt bên dưới hình chiếu đứng và hình C là hình chiếu cạnh được đặt bên phải của hình chiếu đứng. Tìm hiểu về hình chiếu vuông góc của khối hình hộp chữ nhật. Nhìn từ trước tới, hình chiếu đứng nhìn từ trước tới em sẽ thấy được hình chữ nhật màu xanh với kích thước là a và h. Hình chiếu bằng nhìn từ trên xuống, em sẽ thấy được hình chữ nhật màu xanh lá, kích thước là a và b. Hình chiếu cạnh nhìn từ trái sang, em thấy được hình chữ nhật màu vàng với kích thước là b và h. Vậy thì làm sao để vẽ ba hình chiếu này? Hình th... đầu tiên trong ba hình chiếu, em sẽ vẽ hình chiếu đứng trước với kích thước a và h. Sau khi vẽ được hình chiếu đứng À, và các cạnh này đều là cạnh thấy nên chúng ta sẽ vẽ là nét liền đậm sau khi vẽ được hình chiếu đứng tiếp theo sẽ vẽ hình chiếu bằng chúng ta giống thước từ hình chiếu đứng giống thước kéo xuống vẽ hai đường giống để xác định được chiều dài của hình chiếu bằng các em trừ khoảng cách từ chiếu đứng xuống chiếu bằng khoảng cách bao nhiêu ô hai ô cô ví dụ ở đây chúng ta lập trừ 2 ô ừ, đã có được chiều dài của hình chiếu bằng các em lấy kích thước b và vậy thì chúng ta đã vẽ được hình chữ nhật, hình chiếu bằng với kích thước là a và b. Lưu ý a của hình chiếu bằng phải xác định từ hình chiếu đứng. Tiếp theo vẽ hình chiếu cạnh từ chiếu đứng vẽ hai đường giống để xác định được chiều cao của hình chiếu cạnh. Hình chiếu cạnh để xác định được kích thước thứ hai phải nhờ vào tia phụ 45 độ. Chúng ta vẽ tia phụ 45 độ như trên ba boy và kem giống thước. Vẽ đường giống, cắt với đường phụ. Tiếp theo vẽ vuông góc lên, kéo vuông góc lên để vuông góc với hai đường giống phía trên. Tương tự với hình bên dưới là các em đã xác định được hình chiếu cạnh. Vậy thì hình chiếu cạnh với kích thước là B và H. H, kích thước H của hình chiếu cạnh nhờ vào hình chiếu đứng để xác định. Kích thước B của hình chiếu cạnh vẽ được là phải dựa vào b của hình chiếu bằng. Và sau khi vẽ hình xong các em lưu ý, chúng ta thấy rằng hình chiếu đứng và hình chiếu bằng có chung một kích thước a. Chiếu đứng, chiếu cạnh chung một kích thước là h. Chiếu cạnh, chiếu bằng chung một kích thước là b. Các kích thước giống nhau, các em phải vẽ như nhau. Và sau khi vẽ đúng phương pháp tia phụ 45 độ này và áp dụng vẽ hơi tia giống, đường giống, thì em sẽ thấy khoảng cách từ chiếu đứng sang chiếu bằng, bằng với khoảng cách từ chiếu đứng đến hình chiếu cạnh, và chúng ta phải lưu ý phần này để áp dụng vẽ ba hình chiếu của các hình khác: phần hình chiếu vuông góc của khối tròn xoay ở đây khối tròn xoay có 3 khối hình trụ, hình nón và hình cầu. Đối với khối hình trụ, để tạo thành khối hình trụ thì chúng ta sẽ quay hình chữ nhật quanh một cạnh cố định thì có được hình trụ. Tiếp theo hình B. Khi quay hình tam giác vuông quanh một cạnh cố định thì có được hình nón. Hình C là hình cầu. Thì quay nửa hình tròn quanh góc cạnh cố định ta được hình cầu. Có những vật dụng nào xung quanh các em có dạng là hình cầu? Đó là trái banh hoặc là quả địa cầu. Đây là vật dụng có dạng là hình cầu. Còn đối với hình nón thì nó giống với cái nón lá hoặc là cái nón đội sinh nhật ha. Tìm hiểu về hình chiếu của hình trụ. Hình trụ có đáy đặt song song với ở trường hợp với hình 2.10 nè, hình A thì đây là trường hợp mà hình trụ có đáy đặt song song với mặt phẳng hình chiếu bằng. Do đó hình chiếu đứng em thấy được sẽ là có hình dạng là hình chữ nhật, kích thước là D và H. Hình chiếu bằng nhìn từ trên xuống thì em sẽ thấy được cái đáy. Đáy là hình tròn, kích thước là D. D là đường kính, H là chiều cao. Hình cầu thì ba hình chiếu của nó đều là hình tròn kích thước là D. Vậy thì nếu trường hợp đặt hình trụ có đáy đặt song song với mặt phẳng hình chiếu cạnh thì hình chiếu cạnh có hình dạng là hình gì? Đáy song song với mặt phẳng hình chiếu cạnh thì hình chiếu cạnh sẽ chính là cái đáy. Đáy là hình tròn. Đây là trường hợp mà hình trụ có đáy được đặt song song với mặt phẳng hình chiếu cạnh thì hình chiếu cạnh có hình dạng là hình tròn kích thước là d hình chiếu đứng từ trước tới hình dạng là chữ nhật và kích thước là d và a lúc này a là chiều dài d là đường kính bài năm bản vẽ lắp ở nội dung này bản vẽ lắp nội dung gồm có các nội dung Khung tên, bản kê, hình biểu diễn, kích thước. Trình tự đọc bản vẽ lắp có 6 bước. Bước nhất, khung tên. Thứ hai, bản kê. Thứ ba, hình biểu diễn. Thứ tư, kích thước. Thứ năm, phân tích chi tiết. Cuối cùng, tổng hợp. Đây là một bài tập của cái phần ôn tập cho vật thể ABCD và các bản vẽ 1, 2, 3, 4. Hãy đánh dấu X vào bản bên dưới để cho thấy hình chiếu tương ứng với vật thể. Khi em nhìn vật thể A, tìm hình chiếu của nó là bản vẽ số mấy? Bản vẽ số 4. Vật thể D, hình chiếu của nó là bản vẽ, bản vẽ số 3. Vật thể C có hình chiếu của nó là bản vẽ số 1. Vật thể D có hình chiếu là bản vẽ số 2. Vật liệu kim loại. Cần nhớ các nội dung. Thứ nhất, kim loại đen. Thành phần của kim loại đen gồm có sắt và carbon. Dựa vào tỷ lệ carbon chia làm hai loại đó là thép và gan. Thép có tỷ lệ carbon bé hơn hoặc bằng 2,14%. Gan có tỷ lệ carbon là lớn hơn 2,14%. Dựa vào tỷ lệ carbon, tỷ lệ carbon có ảnh hưởng đến độ cứng của vật liệu. Tỷ lệ carbon càng cao thì vật liệu càng cứng và càng giòn. Vậy thì dựa vào tỷ lệ carbon, chúng ta thấy gan và thép vật liệu nào có độ cứng hơn? Gan sẽ có độ cứng hơn thép vì tỷ lệ carbon của gan là cao hơn thép. Tuy nhiên gan cứng nhưng mà có nhược điểm là giòn. Ứng dụng của gan được chế tạo làm các vật dụng như là thân nắp, nắp trắng rác, dụng cụ nhà bếp. Đối với kim loại màu, kim ngoại trừ gan và thép thì các kim loại còn lại chủ yếu là kim loại màu. Ở trong bài này, Đại diện tiêu biểu của nó chính là đồng, nhôm và hợp kim của chúng. Nói đến đồng, thì đồng có đặc tính là dẫn điện tốt, nên được chế tạo làm các vật liệu dẫn điện, ví dụ như là lõi dây dẫn điện, lõi dây điện. Vật liệu phi kim loại. Ở đây phi kim loại có hai loại, đó là chất dẻo và cao su. Cao su thì có đặc tính là nhẹ, dẻo, đàn hồi, có khả năng cách điện và cách âm tốt được chế tạo làm các vật dụng như là xăm lớp ống dẫn đai truyền điện cao su các sản phẩm cách điện ví dụ như là vỏ vỏ xe ruột xe được làm bằng cao su đây là tất cả các nội dung mà chúng ta sẽ ôn tập để chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa kỳ sắp đến chúc các em sẽ làm bài đạt điểm cao mến chào các em